một thanh bạc này, nó mất trong miếng đất này, nằm lộ thiên luôn, máy nó dội được. Ở là gì ba? Ui, bạc. Cái bạc à? Bạc. Chút. Cầm. Bạc hả? Thêm bạc quá. Mày không? Mày hả? Từ. Chui. Chui nó có đồ không đào. Ui, ui, ui. Sắc, sắc. Lên đây cô, lên đây. Đồ ngon, đồ ngon. Trâu trò này. Cái nắp chai nước ngọt. Nắp chai nước ngọt. Được ta. Được rồi. Đây là rẫy tiêu này. Cháu của mình chạy theo này. Đi cô. Vác lên vai á. Đây dùng này là dùng cao, dùng này một là đồng, hai là đồ cổ, ba là vàng, còn bốn là không có gì luôn. Gì cô? Sắt không à? Máy dò này. Vừa đi. Trải nghiệm thực tế, vừa đi vừa dò. Dạng cốm. Không thấy. Chạy giữ với chó. Vỏ bao thuốc. Ở đây là kim vàng, ngọc trắng khác nào à. Tìm kim dưới biển. Bên kia là vườn cao su rồi. Đây là cái điều. Đi qua này. Đó này vai cô. Đây. Trời ơi. Ê. Kèm đó. Đi qua này già tiếp. Thở dữ kì. Chó. Nãy giờ khu này không có. Không có âm thanh luôn. Bắt ông nhỏ cũng cút.
10 cá hả cô? Đây. Sắt thép. Thôi. Đi câu. Trải nghiệm một ngày đi ra thực tế luôn. Chó thở. Nó đi. Cái gốc cây ngày xưa gặp hay chôn dấu vàng là máy đi vô không thấy rồi. Rắc rến dơ, rắc rến không đó, còn một cái suối đi. Không thấy. Ở đây người ta đào, người ta bắt mối chúa này, đây ổ mối này. Người ta bắt hết mối chúa. Cái nấm mối này, nấm này ăn được này. Nấm mà. Đây. Đây. Nó to. Cái nấm đây. Cái hộp gì đây? Đi, ba cái đồ dơ rác không? Lượm nó như chai. Đi, cu tay. Gì trời. Mai này bị liệt chưa? Đồng à. Đào đi nè cô. Đào đi cho đi nè. Kéo lại. Đi nè, đi nè, đào luôn. Đào cho. Đào dở quá. Rà ra, nó máy rà ra. Nè. Mày bắt con này nè. Bắt này. Con đi chừng á. Nè. Con trồng à. Hả? Dục á. Ờ, dục gì. Tao mày nè. Vậy. Ủa còn gì nữa? Ui. Con sò đó. Này con mày nè.
gì? Không phải vàng. Quả tạ ta. À, cục này nè, mấy cục gì luôn.